cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn TV và sau đây là những bản tin cuối cướp xe San Francisco tông phải xe Waymo không người lái và hết đường thoát vào ngày 21 tháng 5, thì một chiếc xe Waymo không người lái chặn hai kẻ cướp bị cảnh sát San Francisco truy đuổi theo đài KRON Ford News đã loan tin cảnh sát cho biết là một nạn nhân bị hành hung rồi cướp xe trên phố 8th Street gần thương xá United Nations Plaza nạn nhân khai với cảnh sát rằng là một người đàn ông và một người phụ nữ đã cướp tiền mặt rồi cầm chìa khóa xe leo lên chiếc xe của nạn nhân và phóng đi phán công viên của sở cảnh sát san francisco nói với keron Ford rằng là cảnh sát định vị được chiếc xe bị cướp ở khu vực harrison street và second street cảnh sát đã cố gắng yêu cầu chiếc xe dừng lại nhưng hai kẻ cướp đã bất tuân mệnh lệnh cảnh sát đành phải rượt theo sau khi cảnh sát mất dấu hai kẻ cướp, thì chiếc xe bị cướp đã tông trúng một chiếc xe tự lái trên đường Folsom Street gần 14 Street. Chiếc xe đã bị cướp va chạm với chiếc xe không người lái Waymo kế bên một trong những bãi đậu xe của công ty xe tự động lái. Cuối cùng thì cảnh sát cũng đã bắt được hai kẻ cướp cảnh sát cho biết là người đàn ông 41 tuổi bị bắt vì đã tàn trữ methamphetamine, còn người phụ nữ thì là 26 tuổi đã bị bắt vì cướp xe, đồng lõa và chống cự lại cảnh sát. Sở cảnh sát của San Francisco yêu cầu ai có tin tức về vụ cướp xe, xin gọi số điện thoại 415-575-4444, 415-575-4444. Một thiếu niên 13 tuổi đâm chết người đã bị bắt ở Bắc California. Một thiếu niên 13 tuổi bị bắt bởi vì đâm chết một người đàn ông ở siêu thị Safeway ở San Leandro, miền Bắc của California. Nạn nhân được nhận diện là Zion Gooden, 18 tuổi. Vụ đâm người xảy ra ở tại Safeway số 555, đường Bancroft Avenue. Khi cảnh sát tới nơi thì Gooden đã bị đâm nhiều nhát ở tay và ngực sau đó qua đời bệnh viện. Cảnh sát xem lại các băng ghi hình an ninh và phỏng vấn các nhân chứng ở tại chỗ trong quá trình điều tra vụ án. Cảnh sát San Leandro cho hay dường như có một vụ cãi nhau giữa Gooden và nghi phạm vì sự qua lại với một người quen với Gooden. Nam thiếu niên bị bắt ở tại trường học ở một thành phố khác vào ngày 16 tháng 5. Cảnh sát lấy chat lục soát nhà và tìm thấy thêm chứng cứ buộc tội thiếu niên này. Văn phòng công tố quận hạt Alameda đã đưa ra cáo trạng. Danh tánh của thiếu niên không được công bố bởi vì dưới tuổi thành niên. Vâng, kính thưa quý vị và sau đây là bản tin cuối. Gần chục vụ cướp tiệm Seven eleven ở quận Los Angeles và Orange trong đêm. Ít nhất thì có 4 kẻ trộm tình nghi tham gia vào một loạt vụ trộm cắp trong đêm ở quận Orange và Los Angeles, đài KTLA loan tin. Một số vụ cướp thu hình được trên máy quay an ninh, trong đó có một vụ mới nhất xảy ra tại tiệm Seven eleven ở dãy số 9400 đường Atisha Boulevard, thành phố Bellflower, ba kẻ trộm nhảy qua quầy và rút tiền từ máy tính tiền. Theo cảnh sát thì những kẻ trộm sau đó đã nhảy lên một chiếc SUV màu cam và chạy thoát. Trước đó thì bốn kẻ cướp đã đeo mặt nạ trượt tuyết xâm nhập vào cửa tiệm 7-Eleven ở dãy số 15.300 đường South Figueroa Street ở Gardena. Những nghi can rút tiền từ máy rồi chạy thoát trên một chiếc xe Kia màu cam. Không rõ là liệu các nghi can có súng thật sự hay không. Còn tại khu vực Norwalk, 5 kẻ cướp vào tiệm 7-Eleven trên đường Alondra Boulevard lấy tiền trong các máy tính tiền rồi bỏ chạy bằng một chiếc SUV màu sậm. Ở Orange County, thì một tiệm 7-Eleven ở dãy số 1000 đường Orange Thorpe Avenue cũng đã bị cướp một loạt tiệm ở Anaheim cũng đã bị cướp, gồm có một tiệm 7-Eleven ở dãy số 700 đường Northeast Street, một cây xăng Shell ở dãy số 3.000 đường East La Palma Avenue và một tiệm Circle K ở dãy 3.800 đường East Riverdale Avenue. Điểm tương đồng của những vụ cướp xe là có sự tham gia của nhiều người, cướp tiền hoặc là máy tính tiền rồi bỏ chạy trên chiếc xe SUV màu sậm cảnh sát cho rằng là phần lớn những vụ cướp đó liên quan với nhau vì bản số xe trùng khớp tại nhiều địa điểm xảy ra vụ cướp ai có tin tức thêm có thể chỉ điểm cho cơ quan cảnh sát địa phương